Chào Hảo nhá, con chim chuẩn bị gửi cho Hảo đây nhá. Trước khi đóng hộp ấy thì sẽ là quay cho Hảo xem cái mặt mũi nó trước cái nhá. Đây. Chút nữa thì sẽ đóng vào cái hộp nhá, đóng vào hộp đây. Đây cái hộp như này này. Đây. Chút nữa sẽ đóng vào cái hộp như này. Đây nhá, cắm nước ở đây rồi, tí đóng xong mình gửi cho nhá. Đây. Chùi rất là đẹp rồi.